Hi, xin chào các bạn. Điểm đến kế tiếp của Bằng ở thành phố San Diego đó chính là US Midway các bạn. Lý do Bằng chọn cái US Midway này đó là bởi vì đây là một trong những cái địa danh rất là nổi tiếng tại San Diego, mà hầu hết mọi người khi mình đặt chân đến thành phố biển San Diego đó, họ đều nghĩ ngay đến là cái US Midway hoặc là SeaWorld hoặc là San Diego Zoo. Nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là US Midway, bởi vì cái chiến công hiển hách của US Midway để lại á, rất là hoành tráng. Và đây cũng là một trong những cái hàng không mẫu hạm có thời gian hoạt động trong Hải quân Hoa Kỳ lâu nhất đó các bạn, bởi vì nó có thời gian hoạt động là 47 năm. Và chính thức lần đầu tiên được hạ thủy là vào năm 1945 và từng tham chiến ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam nữa. Và đến năm 1992 thì cái US Midway này chính thức ngừng hoạt động và nó trở về lại cái cảng San Diego và trở thành một cái bảo tàng để cho mọi du khách và người dân ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới có thể đến đây và tham quan. Và cái tên gọi Midway các bạn là được đặt tên theo một cái hòn đảo nằm ở giữa Thái Bình Dương và nằm gần quần đảo Hawaii. Tại cái hòn đảo này vào năm 1942 thì từng xảy ra một cái trận chiến giữa người Mỹ và người Nhật. Và sau đó thì Hải quân Hoa Kỳ họ chọn cái tên này để đặt cho cái hàng không mẫu hạm này luôn. Và bây giờ thì Bằng sẽ chia tay với cái hàng không mẫu hạm và sẽ đưa các bạn đến một cái địa điểm tham quan mới, đó chính là cái du thuyền. Bằng sẽ mua cái vé du thuyền và đi ra ngoài biển để ngắm cái vịnh San Diego. Cái chỗ để mình mua vé tàu các bạn. Mình mua vé tàu ở đây để mình lên trên tàu. Đây là cái tàu để mình đi nè. Mình lên trên tàu này nó sẽ đi một vòng, một tiếng đồng hồ. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Vỗ tay cơ. Quên rồi. Ray mệt quá rồi. Okay. Xin chào cô. Đây là cái vé tàu để mình đi các bạn. Có nhiều loại lắm. Có loại mình đi 2 tiếng, có loại đi 1 tiếng, có loại đi ngắm cá voi, có loại đi ngắm hải cẩu. Mình thì mình xuống trễ nên là mình chỉ chọn được có cái chuyến đi là 1 tiếng thôi, đi ở phía bắc của cái cảng biển này, 1 tiếng. Giá cho mỗi người là 28 đô. Thank you.
bạn. Hiện tại bằng đang có mặt ở trên du thuyền để đi ra ngoài vịnh biển San Diego. Và hiện tại bây giờ cái tàu này đang chạy về hướng bắc của vịnh biển San Diego, có nghĩa là từ ở US Midway đi về hướng của SeaWorld. Và phía bên kia các bạn có thể nhìn thấy đó chính là cái bán đảo San Diego, và bên đó là căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ các bạn. Họ có ghi chữ Play Navy kìa. Và đó có một chiếc hàng không mẫu hạm nữa cũng đang neo đậu ở đó. Và xa xa đằng kia là cái cầu Colorado bắt từ ở trong đất liền của thành phố biển San Diego ra ngoài bán đảo San Diego các bạn. Và bên đây là cái thành phố biển San Diego nhìn từ ở ngoài biển vào. Và đây phía bên đây là sân bay của San Diego, và có một cái sân bay ở phía bên tay trái các bạn nữa. Và cái tàu này sẽ đi 1 tiếng đồng hồ, sẽ đi về hướng của SeaWorld và sau đó thì sẽ vòng vào lại đất liền. Hải cẩu các bạn, quá trời hải cẩu. Hải cẩu đang nằm mà phơi nắng. Yeah. Quá trời hải cẩu. Yeah, nó đang lặn kìa. Lặn kìa. And of course, we always have the beautiful seagull. And of course, it's always the most annoying bird on the bay. Thuyền các bạn rất là đã, rất là sướng, tàu chạy rất là im, không bị say sóng. Nếu các bạn có đến San Diego nhớ nha, mua vé đi tàu ở kế bên cái US Midway sẽ có một cái trạm bán vé, các bạn có thể đến đây mua vé 28 đô một người, rất là sẽ lên tàu đi thôi, rất là nhẹ nhàng thoải mái lắm các bạn. Hi, xin chào các bạn. Bây giờ tụi mình đã đi cái du thuyền xong rồi. Bây giờ sẽ đi về khách sạn để nhận phòng. Mình không có book khách sạn ở trong trung tâm của San Diego mà mình book ở ngoài khu phố cổ San Diego. Bởi vì buổi tối mình ở ngoài đó nó sẽ vui hơn ở trong đây nhiều lắm. Và ngày mai mình sẽ quay cho các bạn coi thêm một phòng của cái phố cổ San Diego nữa. Và chiều nay thì
sau khi nhận phòng xong thì mình sẽ đưa các bạn đến một cái nơi gọi là Sunset, cái chỗ để coi mặt trời lặn các bạn. Ray đi tìm chó, con ve đi tìm con chó. Hey, she's a little crazy. Is that a funny doggy? Noel, you gonna sit down? Sit down. Sit down. Sit down. Rage. Hello. Yeah, xin chào các bạn. Bằng đang có mặt ở Sunset Cliff. Đây là cái vách đá để có thể ngắm được hoàng hôn ở San Diego, một trong những nơi rất là lãng mạn ở San Diego. Nếu mà các bạn có cơ hội ngủ qua đêm ở San Diego thì nên đến đây và hãy coi dự báo coi là mặt trời lặn lúc mấy giờ và tranh thủ đến đây để kiếm parking các bạn. Bây giờ rất khó kiếm parking ở chỗ này, bằng mất hết 15 phút mới tìm được cái parking để đậu ở đây. Chỉ còn vài phút nữa thôi là mặt trời đã lặn rồi các bạn thấy không ạ? Hey, mặt trời chuẩn bị lặn rồi. Có rất là nhiều người, từ trẻ có già có lớn có nhỏ có, họ đều đến đây để họ ngắm mặt trời lặn các bạn. Có thể là những người này là người ở San Diego hoặc cũng có thể là những người ở nơi khác đến giống như bằng, nhưng mà rất thích đến đây để ngắm mặt trời lặn vào buổi chiều. Bởi vì thế mà người ta gọi cái vách đá này đó, cái vách đá đưa ra các bạn đó, người ta gọi là Sunset, có nghĩa là nơi mặt trời lặn đó các bạn, có thể ngắm được. Đây, mặt trời sắp lặn rồi. Ờ, phía bên kia cũng có một vách nữa. Yeah. Bây giờ mời các bạn coi mặt trời lặn nha.